Ok, khi mà mới đánh đàn thì mình sẽ có một cái xu hướng đó là tìm cái điểm tì. Thì khi đó mình sẽ lấy hai ngón tay này mình bám vô cái thân đàn này, mình tì lên để cho nó mang lại cái cảm giác chắc chắn hơn chút xíu. Nó không bị, nó đỡ bị sai. Nhưng mà nó chỉ ở trong một cái giai đoạn đầu thôi, có nghĩa là lúc đó cái ngón còn chậm thì mình mới tì như vậy để tìm cái vị trí chính xác. Còn sau khi mà ngón nó bắt đầu tăng tốc độ lên, linh hoạt hơn mà mình vẫn tì như vậy thì chính cái điểm tì này, nó cái điểm tựa này nó sẽ cản trở sự lên xuống của mình, nó sẽ cản trở, nó không thoải mái nữa. Ok, chính vì vậy cho nên là ý thức được việc đó thì mình buộc phải làm ngay từ đầu luôn, là lấy cái này, lấy cái lòng bàn tay này đặt lên cái bridge, lên cái con ngựa đàn này nè. Thì khi mình đặt vô như vậy thì mình sẽ không thể sử dụng nguyên cánh tay, mình chỉ sử dụng bằng cổ tay thôi. Nhưng mà khi sử dụng bằng cổ tay thì nó sẽ ở trong một cái trạng thái tốt hơn, nó linh hoạt hơn, nó không có bị cản trở. Ok, những điều quan trọng phía sau đó là khi đặt lên cái ngựa đàn này thì mình sẽ hạn chế những cái âm thanh thừa, hạn chế những cái dây mà nó kêu khi mình không sử dụng. Ok, khi mình sử dụng dây số 1, số 2, số 3 thì mình không để đặt vô thì những dây 5, dây 6 có thể nó sẽ kêu, mà khi mình đặt như vậy thì mình sẽ hạn chế những cái âm thanh thừa đó. Ok, điều quan trọng tiếp theo đó là những cây đàn nó sẽ bị xì, nó là cái âm thanh nó xì ra khó, rất khó chịu. Thì nguyên nhân có thể là do dây cáp, do điện, hay là do gain quá cao, hay là do lựa chọn cái dynamic mà mình mong muốn thì nó sẽ phát ra những âm thanh đó. Thì khi mà mình đặt vô nó sẽ hết, thấy không? Khi mình đặt vô nó sẽ đỡ bớt, nó hạn chế âm thanh đó lại. Rồi khi mà mình đặt vô thì cái vị trí mà để cái pick này nó tiếp xúc với dây đàn là nó sẽ ở ngay cái vị trí chính giữa này, nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mình đánh ở vị trí này thì cái dây nó rất là dùng, còn đánh ở vị trí này thì cái dây nó rất là căng. Thành thử đánh ở vị trí này nó sẽ cho ra cái âm thanh tốt hơn, ở trong cái trạng thái tốt hơn. Thì khi đó ngựa này và nó sẽ chạm vô lòng tay là cái pick này nó sẽ va chạm vô ngay cái chỗ kích thước chính giữa. Là mình nói về cái sự va chạm tiếp xúc của cái pick này lên cái dây chứ không nói về cái lựa chọn của cái script này. Ok. Rồi, sau này nó sẽ có những kỹ thuật thí dụ như là pump pump mill. Ok. Thì đó. Thì lựa chọn ngay từ đầu luôn, đặt vô để đánh. Chứ mình không thể đánh theo cái cách mà hở ra nó rất là ồn. Chỉ khi nào strumming mới hở cái tay này ra. Chỉ khi nào strumming mới hở cái tay ra thôi.